Sau gần 3 năm thực hiện chương trình kết nối với ngân hàng doanh nghiệp, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn Lâm Đồng đã kết nối được với 475 lượt khách hàng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng trị giá cam kết cho vay trên 5.720 tỷ đồng. Trong tổng giá trị vốn đã cam kết, đến nay các chi nhánh ngân hàng đã giải ngân tăng hạn mức tín dụng và điều chỉnh lãi suất với số tiền trên 4.660 tỷ đồng. Ngoài ra, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các chi nhánh ngân hàng thương mại cũng đã điều chỉnh giảm lãi suất đối với các hợp đồng tín dụng cũ với số tiền 1.815 tỷ đồng. Với lãi suất cho vay ngắn hạn từ 7 đến 8% một năm, trung và dài hạn từ 9 đến 10% một năm, thấp hơn khoảng 1,5 lần một năm so với lãi suất cho vay thông thường. Nguồn vốn từ chương trình tín dụng kết nối ngân hàng doanh nghiệp đã góp phần giúp các doanh nghiệp củng cố tiềm lực tài chính, khắc phục khó khăn, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao doanh thu và lợi nhuận.